Hey yo, what's up guys, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Anphat Computer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bộ cây mang cái tên đó chính là i3R8-5808. Và đặc biệt đó chính là như tiêu đề của video, đó chính là bộ cây này sẽ sử dụng toàn đồ của nhà chip thôi. Và đặc biệt đó chính là nó sẽ không dùng card GTX đến từ nhà NVIDIA. Vậy thì bộ máy tính này sẽ có những gì với mức giá chỉ là 15.700.000 đồng? Thì cùng mình theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Let's check it out. Vậy thì bộ máy tính pickup mang cái tên là i3R8-5808 này sẽ có những linh kiện gì? Thì đầu tiên đó chính là bo mạch chủ Aorus B360M Gaming 3, con chip i3-8100 hệ thứ 8 Pokéflex đến từ Intel, thanh RAM GSQ 8GB với tốc độ bus lên đến là 2800MHz. Và thứ mình cảm thấy quan trọng nhất trong bộ cây máy tính này đó chính là chiếc card màn hình đến từ Aorus mang cái tên đó chính là Radeon RX580, một trong những chiếc card màn hình có thể gọi là hàng hiếm hiện nay luôn, khi mà trên thị trường gần như không có hàng mới và chỉ có Anphat hiện nay có một số lượng có gọi là giới hạn một chút. Tuy nhiên những chiếc card màn hình này sẽ vừa được chúng mình bán theo những bộ pickup mà lại vừa được bán lẻ cho các bạn. Vậy nên những bạn nào mà đang săn tìm một chiếc card màn hình ngon bổ rẻ mang cái tên đó chính là RX580 này thì hãy đến ngay Anphat nhá. Còn lại thì với các linh kiện khác đó chính là bộ nguồn Acbel iPower G500. Còn lại thì về quạt và dây led thì mình vẫn phải nhắc lại đó chính là với các cấu hình pickup các bạn sẽ không có sẵn những cái chiếc quạt và dây led này đâu. Thì nói chung là các bạn cần chuẩn bị thêm một cái khoản dự phòng khoảng tầm là gần 1 triệu đồng thì để cho chúng ta có thể là trang trí thêm những cái quạt và dây led này. Đầu tiên thì mình sẽ nhận xét một chút về cái mainboard là B360M Gaming 3 đến từ Aorus này. Đây vẫn là một trong những cái dạng mainboard mà mình cực kỳ cảm thấy thích, đó chính là nó sẽ có một cái cổng I/O đằng sau được mount sẵn, nghĩa là nó sẽ không phải dùng những cái chạm FE rất là lạnh lẽo như xưa, mà mình cảm thấy rằng cái chất liệu nhựa nhám này sờ vào nó rất là sướng, nó có một cái đẳng cấp riêng của nó. Ok, chúng ta sẽ có những cái cổng giao tiếp rất là thông dụng, đó chính là DVI và HDMI. Nhưng mà cái phần này mình cảm thấy rằng không quan trọng lắm bởi vì chúng ta sẽ sử dụng card màn hình là chính. Vậy nên là chúng ta thể bỏ qua phần này mà chúng ta sẽ đến đó chính là hai cổng USB 2.0 ở phía trên để cắm chuột và bàn phím. Ở phía dưới chúng ta sẽ có đó chính là ba cổng USB 3.0 và một cổng USB 3.1. Thì nói chung là cái số lượng cổng kết nối như này mình cảm thấy rằng đủ dùng, gọi là hơi có thể sẽ hơi thiếu thốn một chút. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một cái phần bổ trợ đến từ cái vỏ cây này, thì nói chung chúng ta sẽ bỏ qua phần này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là một cổng Ethernet, cùng với đó là một hệ thống cổng âm thanh đầy đủ đạt chuẩn, gọi là có thể là gọi là audio file dành cho các bạn nào mà chăm nghe nhạc cũng như là nghe các dạng hi-fi, thì nói chung cái hệ thống âm thanh này nó đủ đáp ứng cho các bạn nhé. Còn về con chip i3-8100 thì với 4 lõi 4 luồng tốc độ là 3.6GHz thì có thể nói rằng con chip này vẫn giúp cho các bạn thể cân được gần hết các loại game hiện nay luôn. Còn với những bạn nào mà có nhu cầu về multimedia thì con chip này có thể đáp ứng được một tốc độ vừa phải thôi. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu, các bạn có quá nhiều về multimedia thì các bạn nên nâng cấp lên nó cho khoảng tầm i5-8400. Còn lại ở cái bộ cây này, cái mục đích chính của nó chỉ là để chơi game thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng con chip là i3-8100. Và tiếp theo chúng ta sẽ có là một thanh RAM 8GB GSQ với tốc độ bus lên đến 2800MHz. Thì đây là một trong những cái thanh RAM có thể gọi có tốc độ bus gọi là khá hiện nay. Khi mà thông thường thì mình cảm thấy rằng trong các bộ cây giá rẻ chúng ta vẫn thường sử dụng đó chính là tốc độ bus khoảng tầm là 2400 thôi. Nhưng ở đây chúng ta sẽ có hẳn một thanh RAM là tốc độ bus lên đến là 2800MHz. Thì nó sẽ cho một cái hiệu năng tốt hơn rất là nhiều để các bạn thể cân được mọi loại game online phổ biến hiện nay. Và linh kiện cuối cùng mà mình muốn gửi gắm riêng đến cho các bạn đó chính là chiếc card màn hình mang cái tên đó chính là Radeon RX580 đến từ Aorus. Thì đây có thể gọi là một trong những card hàng hiếm hiện nay, khi mà gần như nó đã ngừng sản xuất. Tuy nhiên thì tại Anphat chúng ta vẫn còn có một cái số lượng có thể gọi là hơi hạn chế một chút, tuy nhiên vẫn có thể vừa bán theo các bộ pickup mà các bạn vẫn có thể mua lẻ nhá. Với RX580 chúng ta sẽ có đến đó chính là 8GB RAM, nghĩa là nó sẽ tương đương với bộ nhớ VRAM của 1080. Còn lại thì về hiệu năng chúng ta sẽ có một cái hiệu năng gần bằng so với là GTX 1060 6GB nha các bạn. Nhưng cái mức giá của nó thì lại dễ thở hơn rất là nhiều khi mà nó sẽ chênh giá nhau khoảng tầm là gần 3 triệu đồng. Nhưng nếu mà để khẳng định nó ngon bổ rẻ như thế nào thì bây giờ chúng ta đi vào phần test game nha các bạn. Và đầu tiên trước khi đi vào các tựa game thì mình có sử dụng hai phần mềm benchmark trước, thì đó chính là VRMark và Final Fantasy 14 Stormblood. Thì trước hết là với VRMark thì máy sẽ đạt được là hơn 7.000 điểm của nó xếp hạng, thể hiện nó sẽ là super luôn. Nên là khả năng VR của chiếc cặp RX580 này hoàn toàn không có gì để bàn. Còn sang Final Fantasy 14 Stormblood thì máy được xếp hạng đó chính là Extremely High, cùng đó số điểm là 9.311 điểm ở chế độ đó chính là Full HD 1920x1080 và đồ họa ở mức Maximum. Thì có thể nói rằng đây là một sức mạnh khá đáng nể trong cái tầm giá 16 triệu đồng trở xuống trước đây khi mà mình test với các bộ máy pickup khác. Còn chuyển sang các tựa game thì đầu tiên đó chính là Call of Duty Infinite Warfare.
thì máy hoàn toàn ổn định ở mức 60fps dù cho là rất nhiều cảnh bom đạn các thứ. Tuy nhiên thì với con chip i3-8001 thì có vẻ như là khi mình recording lại video thì nó không được tốt cho lắm. Vậy nên là các bạn sẽ thấy hình ảnh của chúng ta bị giật tung mặt luôn, nhưng mà FPS thì lại vẫn thể hiện nó sẽ là 60, rất là ổn định. Và đó chính là những điều mình muốn gửi đến cho các bạn về cái bộ cây máy tính mang tên đó chính là i3-R8-5808, một trong những bộ cây pickup có thể gọi là hot nhất hiện nay đến từ nhà Anfat. Vậy thì các bạn suy nghĩ thế nào về bộ cây máy tính này với mức giá là 15.700.000 đồng? Nó có ngon bổ rẻ hay không trong mắt của các bạn thì cùng comment ở phía bên dưới nhé. Còn đến đây video sẽ kết thúc và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.